Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Ở lần video này thì Khải sẽ soi lại set đồ của cao thủ top 1 đầu tiên của cụm máy chủ Đại Gia Sơn. Và đã sở hữu con bôn tiêu và đã up lên thối phiến cộng 7. Như ở video trước thì Khải có soi thì anh em, nhiều anh em có bảo là set đồ chưa ưng ý cho lắm. Tại vì lúc đó thì ổng chưa đủ lên set đồ đâu. Tầm này thì cũng đủ rồi. Thì anh em cùng xem nhẹ từ hôm nay thử như thế nào nha. Vì hiện tại đang sở hữu cho mình dòng Thiên Hạ Vô Song đó, anh em cùng theo dõi Khải thử đồ ra sao và như thế nào nha. Đây đó, anh em hôm trước thì anh em có thấy anh này mang dây chuyền ăn ban 20 không anh em đó. Hôm đó Khải có nói với anh em là ở lần đó thì Khải chỉ so cho anh em biết nhẹ là anh ta vừa nhận con ngựa thôi, chứ còn đồ thì thiệt chắc thì võ đan thì đi theo set định quốc như thế này là easy rồi nè. Và bây giờ chúng ta cùng xem set đồ của cao thủ này thử như thế nào nha mọi người. Hiện tại thì anh ta đã có vẻ như tụt xuống top 2, không biết là có lên là top 1 hay không thì cả chưa rõ. Hiện tại anh em cũng nhìn sơ qua thì hiện tại đang tranh top 1, top 2 giữa hai cầu thủ này, một là Liễn và là Antana. Và anh này thì anh đầu tiên nhận 120 con ngựa bông tiêu anh em. Và anh đã đập lên con ngựa tối phiến cấp kháng cả 7. Thì đầu tiên thì khả cho anh em xem con ngựa, tại vì sao? Con ngựa này là một trong những ngựa đang cũng gọi là dạng hàng nô một server anh em ơi. Thì server chỉ có 1 đến 2 con thôi. Và đã đập lên kháng cảm 7 như thế này. Một con là đua tốt và một con được đập. Thì này, cái con này là con được đập nha mọi người. Và như con ngựa này thì nếu mà chưa đập anh em, con này bông tiêu mà chưa đập dạng như bông tiêu còn zin đó, bông tiêu còn zin thì nó tầm 15 triệu. Và theo Khải biết và đã tìm hiểu thì cái con ngựa này mà đã đập lên kháng cảm 7 này thì nó tốn thêm khoảng 10 đến 15 triệu nữa nè. Và sơ sơ thì con ngựa này Khải nghĩ có hỏi sơ qua thì 30 triệu con ngựa này đó nè. Và anh em thấy con ngựa đẹp chưa? Thối phiến tay vực bạch kim đó. Khải muốn cho anh em xem một con ngựa này là gọn gì độc nhất rồi, quá đẹp trai võ đan. Và như Khải biết thì con ngựa nó kháng cả 7 thì xuống ngựa thì vẫn có hiệu ứng kháng cả 7 nha, xuống ngựa thì vẫn có hiệu ứng kháng cả 7 nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem một set đường quốc đó. Set đường quốc thì cái nón này thì đây là một trong những cái nón đua top trong những tháng đầu tiên của cùng mấy chủ này. Và anh ta đã trả giá và đấu giá mua cái nón này cực phẩm với giá 7 triệu. Và hiện tại so với hiện tại bây giờ thì mở ra những cái nón 30, 29, 30 các kiểu rất là nhiều. Nhưng mà không có cái nón nào mà mắc đỡ được cái sức lực 50 cả. Thì cái nón này vẫn là diện vào cái nón là no 1 server thôi. Và hiện tại thì những cái món định quốc tầm 25, 26, 30 thì nó cũng tầm 1 triệu quay đầu thôi. Nhưng mà cái nón này lúc đầu mua là 7 triệu đó nè. Còn hiện tại bây giờ thì anh em... những cái nón cực phẩm thì không có luôn, chỉ có một món, một cái nón thôi, một cái nón thôi. Còn lại những cái nón kia là mở giả tẩu này nọ nó ra thôi nè. Thì cái chất lượng của cái chữ cực phẩm này nó phải đạt đến cái đỉnh điểm rồi nè. Đó, cái nón 7 triệu anh em từ đầu server luôn anh em, từ tháng đầu tiên luôn ấy, không biết đâu. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đến cái áo. Cái áo thì hiện tại đang sở hữu mình một cái áo định quốc 40, hơi là khá là thấp. Nếu mà chắc là mua không được áo 47 nè, tại vì áo 47 mới đặt móc mà 50 nữa càng tốt. Mà tầm này thì không có, thì cái áo này thì như server thì trong thời hiện tại bây giờ thì cái áo này thì khoảng tầm 2 đến 4 kim. 1 kim khoảng 70 nghìn nha anh em. Bao tay. Và đây là bao tay có vẻ là mắt pin cho cái anh võ đan rồi. Làm chậm 50. Và rất là tiếc thì bao tay này gọi bao tay thường thôi, không phải là cực phẩm. Bao tay thường này thì so giá server Khải nghĩ bao tay khoảng tầm 2 triệu, 1 triệu đến 2 triệu anh em. Bao tay này mắt pin 50. So với giá hiện tại thì những bao tay mà mắc pin như thế này mà sinh lực cộng thì rất là hiếm luôn. Còn cực phẩm thì Khải chưa thấy. Có người sở hữu nhưng mà Khải chưa thấy. Rồi, tiếp đến một đai lưng. Hiện tại đai lưng định quốc 76. Lưng quốc 76. Đai lưng này thì chắc giá cũng tầm những cái đai lưng server rất hiếm nha anh em. Hồi trước có một người đánh lệnh bài boss đại ra một đai lưng duy nhất mà đang rao bán với giá 3-40 rồi đó thì Khải không rõ. Bao mới đó Khải không rõ, nhưng mà hiện tại không biết bán được chưa. Mà cái đai đó thì có xấu xấu thôi. Còn cái đai lưng này thì Khải không rõ lắm. Đôi giày 44-190 khá đẹp. Nói chung thì theo Khải dự đoán thì tổng sơ qua cái set định quốc này thì nó anh này sở hữu chắc mua chắc tốn khoảng tầm bèo chắc cũng 8-9 triệu nè. Đó, còn tầm này thì những cái món này nó khá là rẻ rồi. Rẻ tùy theo người mua cũng như là server nó đang ra rất là nhiều. Khải vẫn thấy là cái nón là đẹp nhất tại vì nó có chữ cực phẩm nè. Rồi, con ngựa này 30, cả set này khoảng tầm 90 triệu nữa đây.
như gia truyền. Gia truyền này lúc trước anh mua 9 triệu nè, mà tầm này không không có giá đó nữa. Gia truyền này hồi đầu server là anh mua để dành là với giá 9 triệu. Nhưng mà so với hiện tại server đã 6 tháng rồi. Thì những gia truyền như thế này thì gọi là cũng dạng hạng nôm một, hạng hiếm hơn nè. Chưa thấy cái dây nào mà đẹp hơn dây này dành cho Võ Đăng cả. Còn giá hiện tại bây giờ thì Khải cũng không rõ, nhưng mà Khải nghĩ thì nó sẽ bị tụt đi khoảng 1/3 hoặc là 1/2 gì đó, chứ nó không có giữ giá như cũ được. Rồi tiếp đến một cây vũ khí. Cây vũ khí này thì hồi trước thì Khải cũng có soi rồi, anh đấu giá cũng như là mua trên group là cây này với giá là 5-6 triệu gì đó, 5-6 triệu gì đó nha nè. Và hiện tại bây giờ thì cây này vẫn là No 1 ấy. Nói chung Võ Đăng này đa số là những đồ No 1 thôi nè. Giá chiền cũng vậy, giá chiền này 30 với cái bao tay 50 thì đặt móc vừa chuẩn 80 cho 85 chậm luôn. Và cây vũ khí này thì cũng vậy, cũng dạng 197 là hàng mắt pin nè, thì không có cái nào nữa đâu nè. Được rồi, hãy coi còn cái gì nữa. Sau đây em gia truyền 4 triệu nhầm. Gia truyền này 4 triệu nè, nhầm nha. Gia truyền này mua 4 triệu và tầm này thì Khải nghĩ nó cũng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi. Giá 9 triệu này nói như nãy là hơi nhầm, Khải mới hỏi lại là nhầm. Cái gia truyền này cũng tầm 4 triệu hồi đó, nó gọi là hồi đầu server á. Mà tầm này thì Khải nghĩ cũng tầm 2 triệu hoặc 2 triệu hơn một chút thôi. Chứ còn tầm này mà đồ thì ra khá nhiều rồi. Nhưng mà gia này vẫn là mắt đẹp, nha, là mắt đẹp cho hiệu ứng mắt 80 chậm. Và bây giờ chúng ta cùng xem xuống bên dưới cái nhẫn chón kháng hỏa, nhẫn kháng hỏa 19 chón 40. Và cái nhẫn này thì lúc đầu server thì cũng có một cái nhẫn mà Khải trả giá 3 triệu người ta không bán nè. Hồi đó Khải chơi Thúy Yên á, anh em nhớ hồi đầu server Khải chơi Thúy Yên không? Khải trả giá một cái nhẫn cũng như là 17 hay mười mấy kháng hỏa chón 40. Sinh lực nỗ lực mà thấp hơn cái này, Khải trả giá 2 triệu rưỡi 3 triệu mà nó không bán. Còn cái nhẫn này thì theo Khải thấy thì anh sở hữu với cái giá khoảng 4-5 triệu cái nhẫn này nè. Võ Đăng mà cần sinh lực cao, nói chung là nhẫn này là quá đẹp cho Võ Đăng rồi. Anh mua 4-5 triệu rồi đó. Nhẫn kháng lôi 28, nhẫn lôi 28 này chỉ lấy được dòng kháng lôi mà thôi. Chứ còn nội lực thì Võ Đăng thì cần sinh lực hơn. Nhẫn này thì theo Khải nha, nói thiệt luôn, nhẫn này theo Khải thì mua ấy là cao lắm, từ 6 đến 10 kim là cao. Đó. Còn ai mua như thế nào mua, tại vì tầm này thì những cái nhẫn này kháng lôi khá nhiều rồi nè. Tại vì hôm trước Khải cũng sang đường cá 24 này, thì nó cũng tầm 4 đến 1 kim. Còn cái nhẫn này thì Khải cho khoảng tầm 8 đến 10 kim là chuẩn giá đó, tầm đó. Ngọc bội này thì 15 40. Ngọc bội này chắc tầm này vừa sang sang lần bài boss ra. Ngọc bội này thì dòng 4, dòng 6 lận, nên là Khải nghĩ set định quốc thì hợp lý cho anh này rồi. Hiện tại thì đi với cái nhẫn chón 40 và ngọc bội chón 40 thì đang có cho mình 80 chón 80 chậm luôn. Và ngọc bội này Khải nghĩ cũng tầm 50 kim đó, 50 kim nó còn Khải nghĩ cũng không cao lắm. Tại vì tầm này thì sang những cái món đồ như thế này thì Khải thấy khá là nhiều. Bạn Khải cũng có một hai anh có. Rồi, nói chung là tổng set đồ nhẹ nhẹ coi. Đây con ngựa này cũng tầm 30 triệu, set định quốc cũng tầm cho 10 triệu đây cho nó nhanh, 40 với giá chuyền cũng tầm 3 triệu đi. 43 với cái vũ khí này cũng tầm 5-6 triệu. Nói chung là set đồ của anh này tầm trên giá còn hơn 50 mơ nè, hơn 50 triệu vì em động á nè, không ít đâu. Nhẫn này nữa, nhẫn này 4 triệu, 5 triệu đi, nói chung là hơn 50 mơ rồi. Đó, nói chung là Võ Đăng tầm này anh em thấy quá chắc luôn em ạ. Rồi, nói chung thì theo Khải tìm hiểu thì ạc này anh cũng đã sở hữu cho mình hai set đồng bang nữa, hai set đồng bang đầu tiên của server luôn. Thì ít hôm nữa nếu mà anh có mang set đồng bang á thì Khải sẽ soi set đồng bang cho anh em xem. Và như Khải tìm hiểu, anh ta đang sở hữu một set đồng bang mắt ộp và đang tìm những trang bị như là nón này, bao tay này, áo này, đai lưng này và giày này, những trang bị mắt ộp 6 dòng thì anh sẽ mang set đồng bang cho anh em. Và lúc đó thì Khải sẽ soi set đồng bang cho anh em xem. Ok, và anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho Antenna này một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ video của Khải một like chia sẻ. Và hãy chờ đợi set đồng bang tiếp theo từ ạc này nha anh em ơi. Và Khải thay mặt Antenna cảm ơn anh em rất nhiều. Và Khải sẽ soi tiếp tục ạc đường môn cho anh em xem.